Xin chào mọi người. Rất là vui khi được chia sẻ đến mọi người. 42 ngày Mai Rừng đã vượt qua cái thử thách thay đổi bản thân của mình. Mình thấy mỗi ngày mình đều tốt hơn, mình thấy tâm mình nó bình an hơn. Là như vậy là thành công rồi, đúng không cả nhà? Mình sẽ đi từ những cái thành công nhỏ nhỏ từng chút một ngay trong cuộc đời sống gia đình của mình, đối với chính bản thân của mình. Mình đã đi được hai cái chặng đường 21 ngày. Các chuyên gia thì nói rằng cứ 21 ngày nó sẽ hình thành một cái thói quen tốt. Thì bây giờ mình đã đi được hai chặng đường. Nhưng đối với Mai Rừng, để mà chuyển hóa cái thói quen chưa tốt thành thói quen tốt á, không có phải 21 ngày đâu mọi người ơi. Tại vì sau cái ngày 21 ngày rồi đó, mình làm xong rồi nha. Nếu như 21 ngày sau mà mình quên rằng mình không có ý thức mình thay đổi thì mình vẫn trở lại cái con người cũ mà thôi. Cho nên 21 ngày không nói lên để cái điều gì mà gọi là thay đổi bản thân của mình hết, mà phải tính bằng năm. Vì tuổi đời của mình bao nhiêu năm thì thói quen chưa tốt của mình nó theo mình bấy nhiêu năm. Chính vì vậy, đối với bản thân mình không phải 21 ngày mà nó phải suốt cả cuộc đời của mình, phải nhiều năm, ít nhất là 365 ngày thì như vậy mới mong gọi là thay đổi bản thân một cách gọi là trọn vẹn đó, đúng không cả nhà? Nhưng mà dù sao thì mình đang bước những cái nấc thang đầu tiên, hai cái chặng đầu tiên, cho mình một cái cảm giác gọi là rất là hưng phấn. Mình thấy mình tốt hơn mỗi ngày, mình không có la con mỗi ngày, không có hại não mỗi ngày. Rồi mình thấy mình bình tĩnh hơn mỗi ngày. Bây giờ nhìn thấy cái thái độ của con của mình đó, nó có thái độ chưa tốt với mẹ nó. Nhiều khi nó quay ra nó cáu gắt với mẹ nó thì mẹ nó cười với nó thôi, chứ mẹ nó không có la nó nữa. Mà tự nhiên thấy thương con mình, cái mình mới nói là con ơi, cái hành động của con hồi nãy đó là hành động của mẹ đó, hành động đó xấu lắm con đừng có găm vào đầu con thay đổi đi con. Cái hành động đó mẹ biết mẹ xấu cho nên bây giờ mẹ mới thay đổi này con đừng có làm hành động đó nha. Mình nói với con mình vậy, cái mình cười mọi người. Chứ mà trước đây lúc mà chưa có thay đổi đó, mọi người biết không, em la tới bến luôn, tức cơ mọi người. Mọi người ai mà nóng tính là hiểu ấy ha. Và ai mà bị áp lực trong cuộc sống mà cơm áo gạo tiền nữa ha, chỉ cần nhìn thấy là điên tiết là chơi tới bến luôn. Đó, mình đánh đòn con không được thì mình chơi võ miệng của mình, mà đằng nào cũng làm tổn thương con của mình hết. Mà khi mà mình đã làm tổn thương con mình thì mình chưa có trọn đạo làm mẹ. Cho nên mình hiểu ra điều này cho nên thôi không có la con mình. Và mình thay đổi thì mình cũng cần chờ cho con mình nó có thời gian để thay đổi. Mình bao nhiêu năm mình muốn thay đổi mà có được đâu. Để mà thay đổi đó, hai từ thay đổi nói nó dễ lắm, nhưng mà thực hành đi không có đơn giản. Thông thường khi mình muốn làm cái điều gì tốt đó, nó có một cái rào cản nó cứ kéo mình lại ở những cái thói quen cũ cho nó an toàn đó mọi người. Thì 42 ngày, cái điều mình làm được nhất luôn đó là không có la con, bình tĩnh hơn. Và cái điều tiếp theo mà mình không bao giờ mình nghĩ mình làm được đó là cái sự cầu nguyện cả nhà. Nếu như không có ơn á, không có ngộ ra được á, thì cũng không có cầu nguyện được luôn. Bình thường mình dành ngày có 30 phút cầu nguyện, mà bây giờ mình đã dành được ngày 3 giờ là mình thấy mình cũng nể mình đó. Người mà nhanh nhạy như mình đó, tham công tiếc việc như mình đó, đừng nói mà cầu nguyện tới 3 giờ. Thế mà mình làm được đó mọi người. Mà nhờ cái cầu nguyện như vậy đó thì mình thấy tâm của mình nó bình an, mình nhẹ nhàng hơn, mình dễ dàng thay đổi hơn, mình dễ chấp nhận những cái gọi là không hài lòng với gia đình, không hài lòng khi mà mình nói con mình nó làm việc mà nó không có làm đó mọi người. Đó, mình chỉ cảm nhận được đơn giản như vậy thôi à, nên chia sẻ đến cả nhà. Và chặng đường tiếp theo cũng còn rất là dài trong quá trình thay đổi, thì rất mong các bạn bè gần xa, rồi các bạn học sinh theo dõi cô Mai tiếp tục ủng hộ để cho mẹ Mai Rừng đây thay đổi chính mình, để Mai Rừng sẽ tốt hơn mỗi ngày, để trở thành một người mẹ tuyệt vời nhất trong con mắt của hai con mình.